Đây là bạn. Không phải. Đây mới là bạn. Giả sử bạn là một công dân tốt, địa bàn hoạt động của bạn là Hà Nội. Vào một ngày trời không được đẹp, bạn quyết định thực hiện chuyến đi phượt mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay. Đang vi vu trên đường và mộng tưởng về những địa điểm mà bạn sẽ đặt chân tới thì bỗng nhiên xe chết máy giữa đường. Vì là một bạn trẻ vẫn chưa quen với việc rời xa vòng tay của cha mẹ nên tâm trí bị lấn át bởi nỗi sợ hãi là điều khó có thể tránh khỏi. Đặc biệt là với một người con trai đang ở nơi vắng vẻ, bạn không thể tự sửa xe. Tất nhiên rồi, bạn còn chẳng có ai đi cùng để giúp đỡ cả. Hơn thế nữa, với sự rụt rè ở cái tuổi chập chững trưởng thành, bạn rất ngại giao tiếp. Bạn chẳng dám hỏi ai, mà dù có dám cũng chẳng có ai để hỏi cả. Vì trong lúc bạn đang ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ thì thành phố đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Đăng bài Facebook để cầu cứu, chia buồn với bạn, bạn sẽ chỉ nhận được những cảm xúc khó ở và tuyệt vọng hơn mà thôi. Bạn thầm ước sẽ có một phép màu nào đó chỉ dẫn cho bạn tất cả những địa điểm sửa xe ở gần mình cũng như điểm sửa xe lý tưởng nhất. Nhưng dẫu sao, cuộc đời vốn không phải là một câu chuyện cổ tích. Bạn vẫn ở đó một mình trong màn đêm đang dần se lạnh. Bất chợt, bạn không thể nào định hình được má mình ướt là do mưa rơi hay nước mắt rơi. Và nỗi đau vừa rồi không chỉ của riêng ai. Theo khảo sát, có tới 43% người dùng xe máy thừa nhận phải sửa xe ít nhất một lần trong vòng 2 đến 3 tháng. 4% thậm chí phải sửa xe mỗi lần một tuần. Tuy nhiên, những sự cố hỏng xe lại thường đến bất chợt, không thể lường trước. Và riêng việc tìm được một địa điểm sửa xe cũng đã mang đến không ít phiền toái cho người dân. Vivu chính là ứng dụng giúp bạn nhanh chóng tìm được địa điểm sửa xe lý tưởng nhất với vị trí hiện tại của bạn. Đảm bảo 3 yếu tố: khoảng cách, chất lượng và chi phí. Với Vivu, bạn sẽ hoàn toàn tự tin hòa mình vào chuyến đi dài bất tận và không phải chịu một chút gánh nặng nào về tâm lý. Vivu, đã đi là phải Vivu. Video bạn vừa theo dõi là một ấn phẩm marketing được Niceline thiết kế 100% bằng PowerPoint. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Niceline để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ công cụ Niceline ưu việt số 1 Việt Nam. Qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint.